dạo nó người ta không mua giờ sao? Cây giá. Bây giờ bán không được mà. Nó giờ lấy nó về luôn rồi, nó giờ nó không mua nữa. Có cây nào nó tròn không? Ai biết. Mua sáng giờ mua cây dưới này còn cây luôn nè. Trời mua mới đã đời, cho tiền đã đời cái bây giờ kêu lại đem biết lại trả hả? Chứ giờ mà người ta không mua, ông nội tôi ăn không hết nữa. Trời sao, trả được, có tiền bốc xếp không? Bốc, cái bà bốc xuống bao nhiêu tiền? Trời bà cũng chết. Chưa từng thấy à. Giờ cho em rỡ lại đi chứ giờ sao vậy? Thôi, mua lại ông mà mua đã đời trả lại, có ai vụ này không? Chứ giờ trả ra giờ có lời đưa ông Tám không? Giờ bán không được là trả lại. Người gì kỳ vậy? Ừ, bà Tám nó cũng đúng một. Mua rồi thôi chứ ai làm ăn kỳ cục ra lớn có lông nách trơn rồi. Bây giờ sao? Sao kể chứ. Cũng bán với nhau mà. Có lời có cho bà Tám không? Mà cười, tại vì ổng mua thì ổng cũng muốn kiếm lời. Mà giờ bán được thôi, bà Tám lấy lệ đi. Thôi, mẹ đi, mày bà làm gì làm. Bà điện cho mấy cái lái của bà nó lấy. Không có lái nào hết đó, có ông Tài mua thôi chứ giờ bán. Mấy cái lái hẳn nó cắt mít á. Trời ơi, mấy cái mít này hả, nó mua mít đẹp. Mít đẹp 20-25 ngàn ký. Mít này thì bán 25 ngàn một ký cho là quá rẻ rồi. Giờ còn ra bán giả nó. Bà Tám nó cũng đúng, bộ bán 5 ngàn ký thì rẻ rồi. Mua được được thôi, bán được người ta thôi, tự chịu chứ nói gì vậy. Này, bố mình nhịn lâu lắm vậy đi nhé. Ôi, người kỳ cục quá. Ừ, người ăn cái cây giờ á. Kỳ cục không? Cái giờ lỡ sao mít này rồi, thôi bây giờ bằng nửa thôi. Ừ, lấy lại không nữa thôi. Nửa gì? Thôi lấy lại không nữa đi. Nửa gì? Nửa tiền. Không có vụ này đâu. 300 thì giờ bà tả tôi mua bán bây giờ không ai trường hợp như ông Tài mua vậy. Đúng rồi, không chưa ai gặp trường hợp với cậu chưa. Lúc trước tôi mua bưởi mua mít đâu có tình trạng này. Mua bưởi với mua chú. Ông liên hệ với ông thầy bậy. Thầy bậy giờ điện nó không bắt máy luôn rồi. Không bắt máy thì cho thầy ăn đi. Điện nữa rồi. Điện lần nữa đi. Làm rồi còn 140 thì bút xếp chưa ai trả nữa nè. Còn đòi bút xếp nữa, ông lỗi chết mẹ, còn đòi bút xếp nữa, còn lỗi bút xếp gì nữa. Lỗi chuyện của bà, của người tại chứ liên quan đến con đâu. Cũng đúng chứ ha. Đúng không? Đúng rồi. Nè, không mất máy luôn. Ông cao kể hai chuông, máy có chuông, rồi. Có chuông, có chuông. Ê, ông, alo. Không lo lớn lên. Rồi. Ổng nói làm quần què điện hoài. Ông cao chạy xa bay rồi, ổng không xuất hiện nữa đâu. Kêu lại quần què điện hoài. Ông bắn chỗ này chết à. Má lỗ 400 mấy à. Đem về nhà ông thầy bảy. Đổ nhà thầy bảy đi. Rồi. Làm sao giải phóng cái đống xì, cái đống mít này nha. Chứ cậu giờ mà cậu trở về nhà rồi, mẹ hỏi tiền đâu, tiền mua dây chai sáng giờ không thấy mua dây chai mà thấy tụi mua mít không, giờ mới chửi chú Quốc luôn. Chứ giờ mà không trở về mà tối hết tiền bác cũng chửi à, bác hỏi tiền cậu lấy đâu ra. Bây giờ cậu chở xe buýt đi về cậu thay báo thành thật đi. Cậu nói được rồi chắc cũng bị chửi à. Cái này chắc không nghĩ con nghi cậu chắc đi ra bụi bụi ở luôn rồi. Thằng này nó đâu có chống nợ đâu mà kỳ ta. Mẹ là chỉ có đem tiền về mẹ mới vui thôi. Mời đẹp. Ở ngoài ai không vậy? Thay bao luôn rồi. Ai không vậy đem tiền về ai vậy? Thay bao với khách vừa gọi tạm thời đang chui rút gầm giường người ta. Cái nửa tiền thôi. Ông nói lắc. Tôi chưa từng thấy cái vụ này nè. Mua xong rồi kêu người ta trả một nửa tiền. Người gì kìa? Chứ giờ lỗ, tự nhiên lỗ 300 mấy. Đúng cái ông nha. Tôi như lại với dằn co à. Không mà cô ấy cũng đúng á. Nếu như có lời bán cho bác Tám không? Đúng rồi bác Tám. Đúng rồi. Vậy tí chia con 150 nha, con hùa theo đó. Ủa? Giờ sao? Có trở về không? Rồi sao thằng kia? Tại ơi, đi quê tới con cha. Con chỉ biết ăn cỏ thôi, con cái mà con chỉ biết bốc xếp thôi. Dạ đây, dạ đây. Sao? Giờ bốc xuống đúng không? Bốc xuống 2 xị. Không, ta không cần là bốc xuống. Tiền đi mượn 400, bỏ lại cái đống gì ta. Đâu ra hả cậu? Cậu làm con chịu, con đủ con. Cậu con nợ con 140 chưa trả anh nè. Hôm nay ta mượn 400. Không có gì nói chuyện nào trời. Ta giết tới nơi rồi. Bây giờ gì vậy? Hết tiền mua cái trái rồi, ta chẳng. Trời, chửi cậu, chửi con đâu. Tới năm 13 tuổi đầu rồi, bữa nay mới có trường hợp này. Ừ, con nghi nghi nè. Hồi nãy ông nội bảy ống điện, chưa là lái, nó mua mấy thúi luôn.
Cô thấy nghi nghi rồi. Tại cậu ơi, cậu dính cháu thì cậu gắng chịu. Dạ rồi còn ngu. Để cho tao ngu đi. Đó, chơi cho mà tám ngu chứ không chơi đâu, chơi thấy luôn. Mất 40 ngàn. Bây giờ sao? Giờ bà không lấy đi dục kia đi đâu. Dục chứ sao giờ xem mấy... Không có 400 bốn gì đây á. Mà chị bắn bắp trả lại cho. Trời ơi, tức vừa cười. Ê. Chưa từng thấy kiểu này muốn thứ gì đời. Trời mượn tiền. Mượn trời ơi, ngủ không? Tiền cho trai. Trời ơi, mượn làm gì? Bộ vô tiền cho trai, hết tiền cho trai không? Thôi dẹp mẹ đi, các con bị cho anh á. Giờ sao? Hai mấy nữa. Đưa mượn 400 ơi. Thôi đi quay nhà mệt quá cậu ơi. 400 mốt. Thôi, tiền bạc con cũng có mua đồ Tết nữa. Quay vô cái 400 dính vô đâu đây. Cậu ham kiếm lời, cậu đi tự chịu chứ. Nói thiệt chứ bán được 300 ngàn tiền mất mừng chết luôn. Để không có ấy. Tiền có tiền mua sữa, mua tả. Không lấy kia thôi, tôi không nữa. Chịu chịu cái gì? Bây giờ lỡ lỡ. Lại giờ cái năng liền người ta nói không chịu, cái năng để hoài. Bây giờ lỡ lỡ 400 ngàn. Lỡ lỡ kệ ông cha, ông lỡ ông có cho tôi không? Đúng rồi, lỡ có cho người ta đâu. Lỡ lại đây năng nỉ. Rồi về cho mới nghe. Bây giờ sao? Có về không? Nãy giờ con là ba con đi về. Đàn ông bà tám, đàn ông gì bị đàn bà chửi vậy còn chưa chịu về nữa. Thôi ông đi về đây, nhà tao có khách rồi. Mệt ông có chơi về không? Nói gì mà nói, điện bà hai liền giờ nè. Đừng có nói bà hai tôi mua chứ hết tiền. Rồi ơi, tại xe mới về nhà bà hỏi đâu. Giờ có về không? Giờ đi dọc đường cho người ta luôn, mới chạy cho gì mà kệ không biết. Mua đã đòi lại hả, đòi tiền lại ngủ gì. Cũng thằng đó cũng giàu không. Bây giờ tiếp tục về nhà xem tiếp tục một bộ phim nha cả nhà. Phim kiếm hiệp tập và tập 99. Ông này về qua. Ba ơi. Ba ơi, con xin lỗi ba nha. Về luôn, về luôn. Chúc cậu may mắn nha, chúc cậu may mắn nha. Mẹ đang ở nhà đó, con mới điện mẹ rồi. Đi đây. Ba xử tội ông tài kìa. Làm gì? Ông tào lao. Hồi nãy á em kể hồi trước á, mít nó có giá mít 10-15 ngàn ký. Bây giờ nó rẻ ghề, ổng nghe bà hút bà chết, sao ổng đi xuống 8, ổng mua cho một mớ mít, ổng lấy tiền bà, ổng mua mớ mít, rồi bây giờ về không ai mua hết trơn, giờ ổng đổ thừa em, nó này nó kia. Ổng muốn gì? Bởi vậy, em nói ngày trước á, là mít nó có giá mít giạt nó tới 15 ngàn ký. Nghe sao biết giờ đi mua, mua đã bán không được, rồi giờ cái điện nói em không à. Ổng nói lấy tiền đi mua. Người ta kêu mà đi dắt vừa thôi, đi mua mít, mua làm gì? Bà ông kinh, ông bà Tám đang chỗ mình, ông dưới kìa. Đi mua mít cho bà Tám hả? Mua xong rồi bán không được rồi quay về đòi trả lại vợ chồng người ta, ai mà chịu. Bà mua đi, đem đi bán cho ai mà Tám mua. Thì bởi vậy, em nói là ngày xưa mít nó 15 ngàn ký chứ bây giờ làm gì có, tự nhiên cái... Trời ơi, mít người ta bây giờ là có 3, hình như 3-4 ngàn ký à, đi mua 15 ngàn ký bán ai? Bởi vậy giờ mua hết rồi đó, bây giờ trả lại cũng không được, ăn cũng không hết luôn. Rồi ông đâu? Trời ơi, mày điên cái gì vậy trời? Ông ra lân lân về. Thì sao mày không ra ông, mày khùng cái gì trời, mua mít thì làm gì? Em có biết đâu, em đang kể là ngày xưa mít mười mấy ngàn ký cái đi mua, rồi xong rồi điện chửi em không à. Em không biết trời đâu. Trời ơi, cái ông này sao ba chảo không dữ vậy trời. Thử ông đi, tôi biết tôi về. Nhậu cái mày điên cái gì trời? Đi mua cho hai mà đi mua mít làm gì trời? A few moments later. Trời ơi trời, ông có bị khùng không tay? Nó có về rồi nè, nó đi đâu rồi? Chạy tao kêu ông đi mua chai mà sao ông đi mua ba cái mít đó thì làm con què vậy? Mua làm chi vậy? Mua bán sao kiếm lời 600 ngàn đó. Trời ơi. Mà giờ nó không mua, giờ làm sao giờ? Mít gì mà đi mua bán lại? Mít chợ. Rồi, tới chị rồi, tới chị. Tới chị rồi. Ôi là trời gì chứ. Chạy nhanh dưới trời. Đưa mày mấy luôn á. Tào lao, mày chơi luôn. Chuyện gì mà? Ôi ơi, đi mua vô chai, mày đi mua mấy cái mất khối làm gì trời. Bỏ hay chưa, nói bị chửi ngay mà, biết ngay bị chửi rồi. Ôi, ai mà mua cái này? Mua, nó
mua 15 ngàn ký, tôi mới mua người ta 5 ngàn đó. 15 ngàn đi mua gì tào lao, có mấy kỳ người ta đang có không đi chặt dục á. Mấy người mà người ta nuôi bò nuôi dê á, người ta hồi sinh về người ta cho bò dê ta ăn á, ông nội ông mua làm gì trời. Hồi nãy tôi nói mà ông qua cậu của Tài đâu có tin đâu, ông kêu là mua kiếm lời 10 ngàn ký. Sao mà đây mày bị như khùng mày ngu dữ vậy? Ta nói rượu vô đừng ngu mày. 60 ký mà 600 ngàn mà ai về đâu còn giàu, nó lái không mua sao? 600 ngàn sao ông mày không bán đi? Tào lao không à? Điện ai nữa, điện lái ai vậy? Điện giàu. Trời ơi, giờ này họ bắt máy với cậu nhờ. Hello, mày đi đâu rồi? Tào lao thì ốm chứ. Rồi ba cái mít tao sao, xuống đây phụ ăn nè. Rồi ba cái mít tao sao, xuống đây phụ ăn nè. Biết gì đâu, nãy mày ấy nó chở nguyên xe mít về ba chỗ quá trời nè. Ờ, tắt luôn rồi. Trời ơi, mà sâu xe, sâu xe nào ra rồi ai mà ăn được cái này. Phải chứ mà chín á, mà ăn cũng ăn trái một, mà ăn trái còn nổi, chứ mà dữ vậy ạ. Có trái này ăn được đâu, thú quá chưa hả? Đi mua trái này làm gì? Trời ơi, dục lên về cho ông thấy á. Nãy bà Tám mới dục lên giùm ra. Dục này cho ông thấy hả? Còn này là mua bán hả? Dạ. Trời ơi, có bị điên không? Nó vố được cái sắp chuyển điểm không vợ cho tỉnh táo bây giờ không tin đâu. Đi nó 15 ngàn ký mua ổng 5 ngàn ký là 60 ký là không phải là 600 ngàn rồi. Ờ sao nhà ba đi? Nó mua cho con bò rồi á. Ủa chân tư luôn tại. Là nó sợ luôn thiệt chứ. Rảnh hả? Trời ơi, cậu chơi với cậu lãnh xẹt chứ cậu mượn mạo con chân tư. Bộ tại mượn cho con chân tư nó mẹ trải cậu đi còn quý đâu. Mày làm gì mà mượn thiếu nó chân tư làm gì nữa? Bốc xếp. Bốc xếp. Tiền bốc xếp, bốc giác, giác từ ngoài gãy giác vô, giác muốn chết luôn. Rảnh thì chết. Tôi đi ra, tôi đâm bảo không có tụ, tôi đâm luôn á. Mẹ đi gì vô thôi. Đây còn cái nào? Gốc bội à. Mày làm cái gì cái gì cho á. Ăn nhậu tôi cố xác vô. Mẹ, hồi tối hả? Xe nậu cá một chó, người ta cái bọc kêu cũng không dậy. Nhậu nhậu cho chết luôn vậy. Cái đó con chó nữa ai á, đi nghênh nghênh xe nậu cán là mình rung hết người kêu dậy cũng không dậy. Trời ơi, chạy mà bánh xe sập lét luôn. Bà phố nội ơi, có chịu nổi không? Ông chạy vậy nó bắn cái cục ông gì? Xếp đâu xếp. Ông nhìn của mắt ông bự ông coi, của mắt ông thụ lộ. Má ông đẻ ông ra, chứ mắt ông thụ lộ mà ông thấy đường hả vậy vậy? Hả? Ông nhìn coi cái xe sập lét rồi kìa. Hồi nãy kêu đừng có mua rồi. Bích đó, ba cái bích đó là con nghi là bích cho dê bò ăn thôi. Ông không tin nó mua 5 ngàn ký bán 15 ngàn á. Mà dê bò mà ai mà mua, người ta giục bỏ đi cho ông á. Cho người ta mấy xin về dê bò ăn ông nội ơi, chứ ai mà mua. Thua luôn, thua cậu luôn, nãy còn cản cậu luôn. Mày đem đi, chết luôn. Bây giờ phải ông chở lên bán mấy người mà mua bò mua dê bán coi. Người ta không mua luôn, cho người ta lấy thôi. Chứ không ai mà mua hết trơn á. Bỏ tài luôn, thôi. Cái mà hai vợ chồng nói gì nói thì cũng trả cho thằng con 140. Đỡ con mắt mày nữa trả. Vậy nó bán không được lỗ rồi. Con tiền đâu đâu ăn cho mà sao. Tiền cha có mẹ con là mẹ có. Đâu hết thật ngu. Đúng rồi. Bốc có nhiều đó nó ăn 250 á. Nó trả 250 vậy. Bốc có nhiều đó mà nó ăn tôi 250 á. Ai biết ông muốn chị. Ăn rảnh tháng vừa thôi. Tụi lao không à. Mẹ nó ăn ông bộn cạp ăn nó đi. Từ rồi bỏ 10 ngàn. Ủa là 10 ngàn mày. Đi mà. Ta ở đâu có thôi 10 ngàn. Ở đây. Mẹ nó. Rồi cái đó ông tạm hết rồi bôi đi. Mầm ông ăn đi. Đó. Lời 600 của cậu đó. Chai không mua. Ở nhà tao khơi tao là tao ta đi tới tao bán không mua được cả. Người gì đâu bực bội đâu. Bởi tôi chán ông á, tao đi sớm muộn tôi bỏ ông à. Biết là ngu rồi. Hết chuyện đi mà mua bạc ấy. À mất thúi mất đồ đem về. Người ta ở đây à. Ta bán á, rồi không được ta cho đầy kìa. Mấy ông kia thấy chở gì cho bò đi về không ăn kìa. Ai mua? Mày không? Gì? Cậu ham lợi, cậu nói thật con. Lấy xẹt. Không biết cái gì hết trơn. Ông á, đàn ông mà cãi đàn bà còn cái nịch không à. Ờ đúng rồi. Tao nói nghe là vợ á, là làm ăn lên. Còn không nghe là vợ á, biết là tao nói lụng bãi hết trơn à. Người ta nói là, nể vợ á, là trường sinh bất lão. Mà để vợ lên đầu á là chọc luôn. Mẹ rồi mày không biết ra điện về đó. Để về hồi nãy con cản không cô ta chưa. Mít này không ăn không bán được đâu, thua. Mít này là người ta chỉ cho dê cho bò ăn thôi, mà người ta cho dê cho bò chứ không phải bán đâu. Bởi tao nói mà. Tao đâu tin nữa đâu. Tao nói cái mồi tao á, lúc nào tao ăn cơm ăn gì á tự nhiên nó cắn lên cái mồi tao. Có điểm. Tao cái mấy bà kia nói sắp có tiền, tao không thấy tiền đâu. Giao chai chất đó
thì mất mẹ hết cái dao chai. Bây giờ kêu đi mua dao chai thì mua ba cái mít thối về. À, nó làm lỗ nữa, tao thấy tiền vô đâu. Mấy cái bà này coi ghê, tụi chật lắm. Bởi vậy bối ra mai có chạy gác mà. Rồi tốn tiền thuốc nè, cái giờ uống thuốc hoài luôn nè, tiền thấy tiền vô đâu. Tao thấy vô một tháng mấy nay tao toàn ra tiền không à, mạt không à. Có điềm á, cắn môi có điềm á. Thì có điềm đó mà mấy người kia nói, tao hỏi trời sao tôi ăn cái gì cũng cắn môi làm sao ta mà tao ăn chậm. Mà cắn vô cái môi tôi không à. Cái nói sắp sửa có tiền, bà nào cũng nói có tiền, tao không có tiền, tao thấy tao sắp mạt. Bây giờ ba có biết làm sao, ông đem ông cho ai cho đi, lỡ rồi. Đây. Nó không có mua đâu, ông Thí lại mà có tiền mà mua tàu lao, nó đi xin người ta đã cho đầy. Rảnh quá. Ai mua biết đâu. Em thấy cho lại nó, kêu nó bụi tiền sao nó mua cổ. Không ai khùng, ông khùng thôi, còn ông cho nó thì lấy không cho thôi, nó thiếu gì, người ta cho nó thằng Hà. Bà bây giờ bà điện cho bà Tám gửi cho ông Tài gửi lại đi. Ông rảnh quá, tụi ông làm chịu đi. Tiền cứ lo tôi chẳng làm gì. Mày không. Mày gì? Mày kêu tao mít 15 ngàn cái đó mày ăn đi. Tại anh nghe lộ, nghe hút ra chết á. Thằng giàu nó nói là hồi xưa đâu á, là nó nói cho ông Tám vậy thôi. Để ông em, nghe, để, ông mà hút chất mua chịu đó. Để em điện lại thằng bạn em luôn à. Rảnh được chứ. Bực mình mày. Mày không, alo. 15 ngàn cái. Tờ mít giá sao? 20 luôn hả? Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Thôi. Mít ta có mấy 4-5 ngàn ký ông nội ơi. Mà mít ngon đàng hoàng, mít ăn chứ không phải là mít giặt này đâu. Giặt này người ta giật. Nó nói mít giá 20 luôn mà qua Tết á. Giờ không có. Rồi cái đống mít tao phụ tả tiền đây chứ 450. Anh mua rồi. Ông má cũng cắt không giờ nè. Sao mà ông ngu vừa thôi. Ông ngu chùa mà thiên hạ người ta ngu vậy. 500 rưỡi thôi chứ không phải 450 nữa. Ủa sao không biết mà ông đi mua. Đi buôn không lỗ thì lời. Đi ra cho thấy mặt trời màu đen. Có mấy cái mít mà con đi mướn người ta dắt lên là nghĩ sao hả? Bỏ tính ăn nhậu khi mọi người đó nó yếu mà không còn bún nữa. Làm ăn được cái gì? Yếu sinh lý nam giới gì? Chứ đó. Nhìn mặt là biết rồi. Giống tôi như vậy. Cái mặt nó biết ngu ngu ngơ. 500 mấy phụ tao 200 đây. Thôi. Tự nhiên người ta đang điện nói chuyện với bạn người ta là nó nói là mít tới Tết là giá từ 15 tới 20. Cái tự nhiên giờ đi mua. Người ta đang nói thì tào lao có sọt vô làm như sợ ông có nội ai dành ăn dành uống hết thì tiện đi mua tào lao. Trên đời này có mình ông á chứ ai. Buôn bán lỗ lời là chuyện bình thường phải chấp nhận. Mà đừng có mua cái sống cái này đâu. Ai mua mới bán mít thôi nào. Người ta lái người ta mua lại là không có sâu xia. Ta mới mua. Còn cái này sâu xia là đi bỏ giục cho bò cho dê không. Ta giục tại gốc nó thối thôi. Bởi vậy số bà chị mình cũng khổ thiệt. Lấy nhầm thằng chồng ngu ơi là ngu. Lúc không có da gì lắm, lúc thì ngu vậy đó, nó khờ vậy á. Bởi người ta nói chồng đẹp á thì người ta, chồng xấu là chồng của mình, dễ sai dễ biểu. Mà sai đường rộng nẻo mà. Đó tao cũng cắt. Tao cắt của họng. Số lấy nhầm cái thằng chồng không da gì. Thôi, con trường hợp này cũng chưa gặp bao giờ. Nói cũng được 250 chiều đây mua biên nhậu. Của cái chuyện của mẹ con Tài thì tới hai vợ chồng đóng cửa giải quyết đi. Biết gì tối nay tao đấm ông cho phụ con mắt không luôn chứ đỡ. Mẹ nằm gần tao ngu ghét ngu. Tao nói nhậu ngay nào cũng nhậu rồi đó nó ngu. Ba cái rượu này vô riết nó làm tâm thần nó bị ngu. Thôi đi thôi, đi vô đi để chuyện đó tối mẹ con Tài giải quyết. Mình nhỏ mình nít đâu biết gì đâu. Đi mẹ làm chuyện mình. Đi qua ẩm thực đi. Đi đi.